sinh ra làm con phải biết hiếu thảo, mẹ cha sinh thành dưỡng dục ta lớn khôn, không quản ngại gian lao bao nắng sớm chiều, nguyện ghi sâu trong lòng công ơn nuôi dưỡng. Hai mươi bốn gương hiếu thảo. Tập bảy: khắc tượng thờ cha mẹ. Thời Đông Hán. Nương tử, Lan Nhi, ta về rồi đây. Cha, cuối cùng cha đã về. Phụ quân, cuối cùng cha đã về rồi. Cha về rồi. Đâu, để cha ẵm coi. Trời. Con nhớ cha không? Dạ nhớ. Lan Nhi nhớ chàng, ngày nào cũng hỏi thiếp khi nào chàng mới về. Đúng không Lan cha, Nhi? Lần này cha đi đâu vậy? Lần này hả? Lần này cha ra tận ngoài biển. Sóng biển ở đó rất là lớn. Còn cua ở đó nha, nó to như đầu của con vậy. Con có biết cá ở đó lớn cỡ nào không? Dạ không biết. Cái nồi to nhất trong nhà của chúng ta cũng không đựng hết. Thật sao? Thật chứ. Kể con nghe đi. Thằng bé này, lần sau cha đưa con đi chịu không? Dạ chịu. Còn đoán coi, lần này cha đem quà gì về cho con gì đây? Gì vậy cha? Cho con coi nè. Ê, tuyệt quá. Cho con đi. Có thích không? Con. Nè, con cha cái đi rồi cha cho ha. Ngoan lắm. Đây, cho con rồi, dạ, từ từ. Ê, để cha đuổi nha. Đây, bắt được con rồi. Lan Nhi, phu quân, ăn cơm thôi. Cha, cha ngồi trên đi. Thằng bé Lan Nhi này càng lớn càng biết càng lễ nghĩa. Càng ngày càng ngoan. Hôm nay cả nhà chúng ta ăn một bữa cho thỏa thích nè, ngồi đi. Ngồi đi. Nè, nàng ngồi đi. Thơm thiệt nha. Phu quân, thời gian qua chàng đã vất vả. Thiếp làm thịt thỏ cho chàng ăn lại sức. Được, ăn thử coi. Mùi vị thật ngon đó. Tay nghề của nàng giỏi hơn nhiều rồi. Ngon lắm. Lan Nhi,
Ăn nhiều lên con, bây giờ bồi bổ, lớn lên mới có thể thành tài. Đa tạ mẫu thân. Lan Nhi ăn nhiều lên một chút. Ăn cho no, sau này mới đạt được thành công. Lan Nhi, dạo này con học hiếu kính, học tới bài mấy rồi? Thưa cha mẹ, Hàn Nhi học tới bài hiếu đạo ở chương 10 rồi. Tự viết điều hiếu tử cần phải làm: hiếu kính với cha mẹ, nuôi dưỡng phải hết lòng, chăm nom khi đau ốm, mất phải biết xót thương, thờ cúng phải trang nghiêm, phải đủ 5 điều rồi mới lo hôn sự. Được rồi, Lan Nhi chịu khó học hành như vậy, cha mẹ thấy rất vui. Cha là người ngờ nghệch, không hiểu được những sách thánh hiền mà con đã học. Nhưng mà cha rất mong con sau này có thể đạt được công danh, phụng dưỡng mẹ con cho chu đáo. Cha ít khi ở nhà, đã để khổ cho hai mẹ con. Nè, nếm thử thịt thỏ mẹ con làm đi, thật rất ngon đó. Đa tạ cha, cha cũng vất vả rồi. Cha yên tâm, là Nhi hứa sẽ cố gắng học hành, sau này lớn lên sẽ phụng dưỡng cha mẹ chu đáo. Ừ. Con ngoan lắm. Được rồi phu quân, chàng mau ăn đi, để nguội không ngon đâu. Được, ăn đi. Nè, đến nhà tôi chơi đi. Hai người đợi tôi một lát. Mẹ, có phải cha về rồi không? Thúc thúc, hai thúc đến đây rồi, còn cha con đâu? Có phải cha đi mua đồ chơi cho con không? Con trai, cha con đã đến một nơi rất xa, không về nữa đâu. Đại tẩu, tôi xin lỗi, tất cả cũng tại chúng tôi. Nếu như chúng tôi không tham lam, muốn bắt thêm thật nhiều cá, thì đã không mạo hiểm đến khu vực không thông thuộc để đúng phải đá ngầm. Như vậy Đinh Kha sẽ không gặp nạn như cô chúng tôi. Sau khi được cứu, chúng tôi có tìm mấy lần, nhưng vẫn không tìm được thi thể của huynh ấy. Bây giờ chỉ còn lại mấy bộ y phục này. Đại tẩu, đại tẩu nói gì đi, tẩu đánh hay chửi chúng tôi cũng được, tẩu nói gì đi. Mẹ, hai thúc ấy nói gì vậy? Có phải cha đang đi mua đồ chơi cho con không? Có phải lát nữa cha trở về đúng không? Đúng không mẹ? Lan Nhi, cha con mất rồi, chỉ còn mẹ con mình thôi. Sau này chúng ta phải sống sao đây? Phụ quân. Đại tẩu ơi, chờ con trở về. Mẹ ơi. Đại tẩu. Lan Nhi, hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Mẹ, hôm nay là ngày 13 tháng 8, cũng chính là ngày giỗ đầu của cha. Thời gian trôi nhanh quá. Tối qua mẹ lại mơ thấy cha con. Cha đã nói gì? Cha con nói ở đó cha con cô đơn lắm. Mẹ nằm suy nghĩ, hãy cha muốn mẹ đến với cha cũng tốt, mẹ cũng muốn gặp cha con.
Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ nhiều quá. Đại phu nói bệnh của mẹ là vì đau buồn quá độ. Lan Nhi, sức khỏe của mẹ bản thân mẹ rõ nhất. E rằng thời gian mẹ ở bên con không còn nhiều. Mẹ, mẹ sẽ khỏe lại mà. Đại phu nói rồi, bệnh của mẹ không có gì nghiêm trọng. Từ khi cha con ra đi, sức khỏe của mẹ ngày càng yếu. Cha con cũng xuất hiện ngày càng nhiều trong giấc mơ của mẹ. Chắc mẹ cũng sắp đi rồi. Mẹ, sau khi mẹ đi, cố gắng học hành, đừng để cha con thất vọng. Sau này phải trở thành người hữu dụng cho nước nhà. Mẹ rất thích mỗi khi con đọc bài hiếu kinh đó. Đọc cho mẹ nghe đi. Dạ mẹ. Tự viết điều hiếu tử cần phải làm, hiếu kính với cha mẹ, nuôi dưỡng phải hết lòng, chăm nom khi đau ốm mất phải biết xót thương, thờ cúng phải trang nghiêm, phải đủ năm điều. Mẹ, mẹ ơi. Cha, mẹ, Lan Nhi có việc muốn thưa. Hài Nhi luôn làm theo di nguyện của cha mẹ, chăm chỉ cố gắng học hành, cuối cùng đã có được chức vụ ở nha phủ. Nhưng cha ơi, mẹ ơi, Hài Nhi rất nhớ cha mẹ. Cha mẹ đã rời xa Lan Nhi quá sớm, Hài Nhi chưa có cơ hội báo hiếu cha mẹ. Bây giờ chỉ còn biết khắc hai tượng gỗ, ngày ngày thờ phụng, giữ tròn đạo hiếu. Cha, mỗi lần cha đi là đi một hai tháng, con và mẹ luôn mong đến ngày đoàn tụ với cha. Nhìn cha già đi qua những ngày làm việc vất vả, Hài Nhi cứ nghĩ sau này khi Hài Nhi khôn lớn, nhất định sẽ đón cha về phụng dưỡng chu đáo. Nhưng mà cha lại ra đi không trở về. Mẹ, cha thường hay đi xa, mẹ đã chăm lo cho con không quản ngày đêm. Mẹ là người thương con nhất. Nhưng mà Hài Nhi còn chưa kịp làm gì báo hiếu mẹ thì mẹ cũng đã ra đi. Cha, mẹ, Hài Nhi rất mong ngày nào đó được mơ thấy cha mẹ. Mơ thấy cha mẹ mỗi người nắm lấy một bên tay con, từ từ cùng về nhà. Lão gia. Lão gia. Vào đi. Lão cha, mỗi ngày định... Không sao. Ta đang tạ lỗi với cha mẹ của ta. Lão cha, song thân của ngài chẳng phải đã qua đời khi ngài còn nhỏ sao? Tại sao phải tạ lỗi chứ? Cha mẹ đã nuôi ta khôn lớn, nhưng ta lại chưa có cơ hội báo hiếu, dĩ nhiên là lỗi của ta rồi. Lão gia, đây đâu phải là lỗi của ngài. Cha mẹ ngài trên trời của linh thiêng, thấu hiểu nỗi lòng của ngài là được rồi. Đừng nói chuyện này nữa. Phải rồi,
dọn dẹp sạch sẽ cho ta gian phòng chính đang bỏ trống. Ta muốn thờ phụng cha mẹ ta. Dạ. À, thôi khỏi, để ta tự dọn dẹp được rồi. Cha, mẹ, Hài Nhi sẽ đi quét dọn lại phòng cho cha mẹ. Hiếu thần của lão gia, trời đất chứng giám. Từ đó về sau, hầu hạ Tượng Gỗ như cha mẹ lúc còn sống. Chuyện gì cũng bàn với Tượng Gỗ. Cơm mỗi ngày ba bữa dâng lên cho cha mẹ rồi mới lấy ăn. Luôn bẩm báo trước khi ra ngoài. Về nhà là đến gặp cha mẹ ngay, không hề chảnh mãn. Đồng thời cũng yêu cầu thế tử phải hầu hạ hai Tượng Gỗ giống như mình. Đinh phủ. Lão gia về rồi đây. Lão gia, ngài về rồi. Phu nhân đã chuẩn bị cơm xong, đang chờ ngài dùng. Được, đợi ta đến thỉnh an cho cha mẹ rồi sẽ đến ngay. Cha, mẹ, Hài Nhi về rồi đây. Lần này vì bận nhiều công vụ nên Hài Nhi không kịp đến thỉnh an cha mẹ. Kính mong cha mẹ thứ lỗi. Cha, mẹ, lần này Hài Nhi gặp được rất nhiều chuyện ở bên ngoài. Để Hài Nhi vừa quét dọn vừa kể cho cha mẹ nghe. Lão gia, những việc nặng nhọc để cái hầu người hạ chúng tôi làm được rồi. Không được, đây là nơi ta thờ phụng cha mẹ. Ta phải tự quét dọn mới tỏ được tấm lòng thành. Hiếu thuận của lão gia thật khiến trời đất cảm động. Trời đất cảm động gì vậy? Phu nhân, lui xuống. Nàng đến rồi à? Ta đã định quét dọn xong sẽ đến chỗ nàng ngay. Lão gia, thời gian dần trôi qua, giờ là thời cơ tốt để chàng mưu cầu địa vị. Những gia đình người ta có điều kiện đều bôn ba khắp nơi tặng lễ vật để mua lấy quan hệ. Thiếp đây cũng đã chuẩn bị lễ vật cho chàng, chỉ đợi chàng về để đưa đi thôi. Ai ngờ đâu chàng mới về đến nhà lại chạy đến đây quét dọn làm những điều vụn vặt. Sống chết có số, phú quý tại thiên, không thể cưỡng cầu. Hơn nữa, quét dọn phòng cho cha mẹ là một chuyện đúng với đạo lý xưa nay. Sao lại nói là điều vụn vặt? Lão gia, chàng có hiếu thuận đến mấy, cha mẹ chàng cũng đâu có bước ra từ hai Tượng Gỗ giúp chàng thăng quan, giúp chàng tiến chức. Phu nhân à, ơn dưỡng dục của cha mẹ sâu như trời biển, sao có thể yêu cầu nhiều như vậy? Huống chi hiếu thuận cha mẹ nên xuất phát từ đáy lòng, sao có thể làm cho có rồi mưu cầu lợi ích cho riêng mình? Ý chàng muốn nói thiếp chỉ làm cho có thôi đúng không? Thiếp làm vậy không phải là vì tiền đồ sau này của chàng hay sao? Lão gia, sao chàng không nghĩ xem, bao nhiêu năm nay chàng không hề được đề bạc gì là tại sao chứ? Thiếp thừa biết lão gia là người con hiếu thảo, nhưng điều đó có giúp được chàng chuyện gì không? Khi nào rảnh rỗi thì chúng ta đến đây quét dọn một lần là được rồi. Tiền đồ của chàng mới quan trọng chứ. Im đi, nàng ra ngoài trước đi. Nàng đừng có lo những chuyện thế tục quấy rầy nơi thanh tịnh của cha mẹ ta. Chàng... Mau đi đi, cứ ra ngoài cửa xem đi. Cho xin một miếng cơm thôi, tôi chỉ xin một miếng cơm thôi. Xin hãy đứng vô. Có chuyện gì vậy? Mau đi. Phụ nhân, hắn... Ngươi vẫn còn khỏe mạnh, không đi tìm việc làm, sao lại đến đây ăn xin? Bẩm với phu nhân, chân trái của tôi bị tật, thật sự không thể tìm được việc làm nên mới phải đi ăn mày. Phu nhân à, xin phu nhân thương tình cho tôi miếng cơm để tôi đem về cho mẹ già dùng tạm. Lão gia nhà ta là quan thanh liêm, tiền lương chi tiêu cho cả nhà còn không đủ, làm gì có tiền bố thí cho ngươi. Không được nói càng. Lão gia. Lão gia, vị huynh đệ này ăn xin vì mẹ là người chí hiếu, mời huynh đệ vào phủ dùng bữa cơm với ta. Đa tạ ân đức của ngài. Mẫu thân còn đang chờ tôi ở nhà, chỉ cần lấy được miếng cơm là tôi sẽ về ngay. Vị huynh đệ này, ta thật sự ngưỡng mộ ngươi. Ngươi vẫn còn có mẹ để tận hiếu, không như ta mất cha lẫn mẹ khi còn nhỏ, thật là một nỗi đau lớn trong đời. À, vậy đi, nhà ta còn thiếu một gia đình trông coi miếu đường thờ cúng, không biết là ngươi có đồng ý cùng mẹ đến đây ở cho tiện không? Ta tuyệt đối không đối xử tệ với hai người đâu. Đa tạ lão gia, chỉ cần
chăm lo cho mẹ, để mẹ có cơm sống qua ngày, thì dù làm trâu làm ngựa tôi cũng chấp nhận. Quản gia, chuẩn bị xe ngựa, ta sẽ cùng ngươi về đón mẹ ngươi đến đây. Mời vào trong ngồi đợi. Đa tạ, đa tạ. Đinh đại nhân, Đinh đại nhân, chúc mừng Đinh đại nhân, thái thú mời ngài đến phủ để nghị sự. Thái thú mời tôi, dĩ nhiên tôi sẽ đến. Sao công công lại chúc mừng? Nghe nói lần nghị sự này là muốn thăng quan tiến chức cho đại nhân. Tứ công, đây đúng là một cơ hội tuyệt vời, chàng hãy mau đi theo công công đi. Quản gia, theo huynh ấy đón mẹ huynh ấy đến đây, đối đãi ân cần. Từ nay về sau, mẹ con họ sẽ là người trong phủ chúng ta. Nhưng mà lão gia, trong phủ chỉ có một chiếc xe ngựa, ngài đến phủ thái thú bằng cách nào? Được rồi, đón lão bà quan trọng hơn, còn ta đi bộ là được. Đi. Lão gia, phu nhân, lão gia đã về rồi. Lão gia, chàng đã về rồi. Phu nhân, đã khuya rồi sao còn chưa ngủ? Thiếp làm sao mà ngủ được. Phải rồi, thái thú đại nhân nói thế nào? Thái thú đại nhân có ý điều ta đến miền Nam nhậm chức, giữ chức quyền lệnh. Vậy thì tốt quá, vậy chúng ta mau thu dọn hành lý, sớm lên đường nhậm chức đi. Đến miền Nam đường xa dịu dời, đi mất hơn nửa tháng. Ta chỉ sợ đường xa mệt mỏi, cha mẹ sẽ không chịu nổi. Chàng thấy như vậy được không? Chúng ta hãy đến hỏi cha mẹ, xem cha mẹ có chịu cho chàng đi hay không. Cũng được, vậy chúng ta đến đó đi. Nè, tướng công, chàng đi cả ngày chắc cũng mệt lắm rồi, hay là chàng đi tắm trước đi, rồi đến đốt nến thơm bái kiến cha mẹ. Cũng được, ta đi tắm rửa thay y phục rồi sẽ đến sau. Quản gia. Phu nhân. Ngươi tìm cách nào để lấy hai mặt đồng xu giống như nhau. Đi làm ngay đi, nhanh lên. Dạ phu nhân. Cha, mẹ, thái thú có ý điều Hài Nhi đến miền Nam nhậm chức. Hài Nhi sẽ đưa cả nhà lớn nhỏ chúng ta cùng đến đó, nhưng lại lo cha mẹ không chịu nổi đường xa vất vả và không nỡ xa quê để đến một miền đất mới. Xin cha mẹ tỏ ý, chúng ta có nên đến miền Nam hay không? Lão gia, ở trong cái mâm này có 14 đồng xu, chàng tung hết đồng xu xuống đất. Nếu hơn một nửa số đồng xu có mặt chính ngửa lên, thì có nghĩa là cha mẹ chúng ta chịu theo chúng ta đến miền Nam, chàng thấy được không? Được vậy thì tốt. Một xu, hai xu, ba xu, bốn xu, năm xu, sáu xu, bảy xu, tám xu, chín xu, mười xu. Lão gia chàng xem, đã có hơn nửa số đồng xu có mặt chính ngửa lên, vậy có nghĩa là cha mẹ chúng ta đã đồng ý theo chúng ta đến miền Nam rồi. Đa tạ cha mẹ tỏ ý, Hài Nhi chuẩn bị hành lý đây. Lão gia, ngài xem đồng xu đi. Đồng xu này thế nào? Để ta. Chuyện gì vậy? Không có gì. Đồng xu này sao hai mặt đều là mặt chính vậy? Tất cả đều như vậy. Kẻ nào làm? Tôi không biết thưa lão gia. Lão gia thứ tội, đừng nhận đáng chết. Không liên quan tới quản gia, thiếp bắt ông ta làm như vậy. Ta thành tâm thỉnh ý cha mẹ, sao nàng lại có thể làm vậy? Thăng chức là đại sự cả đời chàng, đâu thể xem như một trò đùa. Trò đùa? Chuyện đại sự cả đời, dĩ nhiên ta phải hỏi ý cha mẹ rồi. Đúng là hồ đồ. Thiếp hồ đồ? Cha mẹ chàng đã mất rồi, chàng có biết không? Cha mẹ chàng thật sự đã không còn nữa. Ở đây chỉ là hai tượng gỗ, không có tình cảm, không có sự sống. Sao thiếp có thể để cả đời chàng bị quỷ hoại trong tay hai tượng gỗ được chứ? Nàng ăn nói không biết suy nghĩ, mau đến tạ lỗi cha mẹ ta đi. Nàng lùi xuống. Cha, mẹ, lúc nãy Mẫn Nhi có điều không phải, đã lấy những đồng xu giả để trêu đùa cha mẹ. Nhưng Mẫn Nhi chỉ muốn tốt cho Hài Nhi, kính mong cha mẹ đừng trách tội nàng.
Chẳng phải các ngươi chỉ là tượng gỗ thôi sao? Tại sao lại khiến cho Đinh Lan ăn ngủ không yên, mất hết chủ kiến? Ngay cả đại sự của đời mình cũng phải để cho hai người quản thúc. Ta vì muốn Đinh Lan được vui mà tận tụy hầu hạ hai người bao năm qua, đến hôm nay thì ra trong mắt của Đinh Lan ta còn không bằng hai tượng gỗ vô tri các ngươi nữa. Ta không tin, ta không tin đâu, ta hoàn toàn không tin hai tượng gỗ các ngươi còn có linh tính. Là hai tượng gỗ vô tri thôi mà, sao các ngươi lại khiến Đinh Lan mê muội đến như vậy hả? Hả? Sao các ngươi lại khiến Đinh Lan mê muội tới như vậy? Ngươi có biết đau không hả? Ngươi có chảy máu không hả? Gỗ cuối cùng cũng là gỗ. Có vẻ như Mẫn Nhi vẫn không chịu hiểu cho ta. Chờ ta thỉnh an cha mẹ xong, ta sẽ từ từ thuyết phục nàng. Cha, mẹ, con về rồi đây. Cơ thể của mẹ sao lại chảy máu như vậy? Ai đã làm? Người đâu? Lão gia, có gì dặn dò? Hôm nay ai đã đến miếu đường? Hôm nay tôi lo quét dọn xung quanh đây, ngoài lão gia ra chỉ có phu nhân đến mà thôi. Chuyện xảy ra khi nào? Chỉ vừa mới đây. Ta hỏi nàng, sao nàng lại làm vậy? Thiếp đã làm gì? Dùng châm cài đâm vào cha mẹ ta, sao nàng lại có thể xuống tay chứ? Thiếp làm sao thiếp biết được? Thiếp cứ tưởng là, thiếp tưởng đó chỉ là tượng gỗ mà thôi. Thiếp ta tận tâm thờ phụng cha mẹ hơn 10 năm, chưa từng làm sai một điều gì khiến cha mẹ phật lòng. Không ngờ đến ngày hôm nay, chính tay thế tử của mình lấy kim đâm vào cha mẹ ta. Thiếp không biết thật mà. Lần này thiếp đã tạo nghiệp gì đây? Nàng đi đi, ra ngoại ô mà sống phần đời còn lại. Lương thực phục dịch ta sẽ cho người đưa đến. Từ nay về sau, phu thê chúng ta không còn danh phận. Chàng đang muốn đuổi thiếp đi sao? Đừng mà, thiếp đã biết lỗi rồi. Thiếp chỉ là nhất thời hồ đồ, làm sao mà thiếp biết được tượng gỗ đó là có sự sống chứ? Đó không phải tượng gỗ, đó là cha mẹ của ta. Ta nói với nàng bao nhiêu lần rồi, trên đời này đúng là có rất nhiều thứ vô cùng quan trọng. Dĩ nhiên công danh quan trọng, tiền đồ dĩ nhiên quan trọng, gia đình cũng rất quan trọng, nhưng tuyệt đối không có thứ gì quan trọng hơn tình cốt nhục giữa cha mẹ và con cái. Chúng ta thành hôn đã hơn 5 năm, sao nàng lại không hiểu cho ta chứ? Từ nhỏ ta không có cơ hội được chăm sóc cha mẹ, khi lớn lên ta lại không thể hiếu kính cha mẹ, rồi ta làm quan, ngân lượng có nhiều đến mấy, cuộc sống sung sướng đến mấy, có ích gì chứ? Lão gia, thiếp biết lỗi rồi, thiếp thật sự biết lỗi rồi lão gia. Xin chàng đừng đuổi thiếp đi mà. Việc đến nước này không còn cách nào khác. Nàng đi đi.
Ta không muốn gặp lại nàng nữa. Lão gia, không lẽ chàng thật sự không màng đến tình nghĩa phu thê bao nhiêu năm qua của chúng ta sao? Lão gia. Hiếu kính là gốc của cái đức, là điều cốt lõi để chỉ dạy. Hiếu kính là đạo ở đời, đất trời chứng giám, xứng đạo con người. Đình làng khắc tượng thờ cha mẹ xem như còn sống, việc làm chí tình chí hiếu, đáng để cho người trong thiên hạ noi theo. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, là người con thật đúng là người con đại hiếu. Câu chuyện về đình làng khắc tượng gỗ thờ cha mẹ được lan truyền rất xa. Đại quan trong quận huyện đã dời tượng của cha mẹ ông vào đại miếu để thờ cúng. Khắc gỗ làm cha mẹ, chăm lo như còn sống, nhắn nhủ với cháu con, nên làm tròn đạo hiếu. Khắc tượng thờ cha mẹ, chuyện thật cảm động, cảm động đến nỗi truyền đến đời sau, từ đời này qua đời khác. See you.
Nam.